Bếp nướng điện Kangaroo 2000W KG699G là một sản phẩm tiện ích và hiện đại trong việc nướng thực phẩm. Được trang bị công suất lên đến 2000W, bếp nướng này làm nóng nhanh chóng và phân bổ nhiệt đều trên toàn bề mặt thức ăn. Một tính năng ấn tượng của bếp nướng điện Kangaroo KG699G là khay chứa dầu tiện lợi. Khay này sẽ thu hết dầu mỡ từ thực phẩm và cho phép bạn nướng các loại thực phẩm mà không gây mất thẩm mỹ hay quá nhiều khói. Điều này giúp giảm bớt mùi hôi và dễ dàng làm sạch sau khi sử dụng. Ngoài ra, thiết kế của bếp nướng Kangaroo KG699G cũng rất tiện dụng. Bề mặt bếp làm bằng chất liệu chống dính cao cấp, giúp bạn dễ dàng lật và trở nhịp thực phẩm mà không bị dính. Đồng thời, với việc có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, bạn có thể nướng thực phẩm theo ý muốn mà không lo cháy hay chín không đều. Bếp nướng điện Kangaroo 2000W KG699G cũng được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như chống quá nhiệt và tự động ngắt điện, giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng. Từ tính năng tiện dụng đến công nghệ an toàn, bếp nướng điện Kangaroo 2000W KG699G sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích nướng thực phẩm một cách bền vững và thuận tiện.